sát na chúng ta có được cơ hội để được học lời Chúa ở trong sách Tin Lành Giăng 15 câu 1 câu thứ 2. Và cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay thì chúng ta học với một cái đề tài là sự tỉa sữa. Ở trong phương đoạn kinh thánh này thì sứ đồ Giăng không đã cho chúng ta thấy một điều rất là quan trọng ở trong mỗi đời sống của những ngày tới Chúa mà cho chúng ta học hỏi qua cái lời của Chúa. Ở trong Tin Lành Giăng 15 câu 1 câu 2 thì có chép như thế này: ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, thể nhánh nào trong ta mà chẳng kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sữa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Cảm ơn Chúa, ở trong hai câu kinh thánh này đã nói lên chúng ta rất là nhiều điều khi mà chúng ta học trong hai câu kinh thánh này. Để bày tỏ đặc điểm của đời sống của một cơ đốc nhân, Chúa Giêsu Ngài đã đưa ra một tình huống vinh hạ về gốc nho và nhánh. Ở trong Cựu Ước Tiên tri Esai Jeremy đoạn 2 câu 21 thì có chép như vậy: còn ta đã trồng ngươi như một cây nho tuyển, từ giống nho thuần chủng, nhưng sao ngươi lại thoái hóa thành cây nho tạp chủng như vậy. Ở trong bản truyền thống Kiểu Đính đã được dịch như vậy: cây nho thật của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu. Ở trong đoạn 15 câu 5 thì có chép như vậy: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Tất cả chúng ta ai nấy cũng biết về lòng mong muốn là chúng ta sẽ trở nên một người làm vườn thật là tốt. Và nếu chúng ta làm người làm vườn tốt thì chúng ta phải cần có một vụ thu hoạch thật là tốt, và chúng ta cần phải có sự chăm sóc cho cái vườn cây của mình. Cái vườn cây của mình nó có được trái tốt hay không, đó là do cái người làm vườn và chăm sóc điều đó. Và cây nho của vườn chúng ta có nhiều trái hay không, có nhiều trái tốt hay không, đó là do cái sự chăm sóc của chúng ta. Có ai muốn trồng cây trong cái vườn của mình một thời gian lâu dài rồi chúng ta đem chặt nó đi và đổ nó làm củi hay không? Đó là điều tất nhiên chúng ta không muốn. Nhưng chắc chắn là chúng ta ai nấy cũng muốn có một vụ thu hoạch thật là tốt và thật là ok ở trong cái vụ thu hoạch của chúng ta. Chúa Giêsu là cây nho, còn nhánh nho là ai? Chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta là những đầy tớ Chúa, chúng ta là những người đầy tớ để hầu vì Chúa, chúng ta phục vụ công việc của Chúa và chúng ta đang được dắt khỏi Thánh Chúa, và chúng ta đưa dắt anh em chúng ta về với Chúa và giảng dạy theo lời của Chúa, và tất cả hội thánh Chúa ở trên đất này đều là những nhánh nho và Chúa Giêsu là gốc nho thật của chúng ta. Chúng ta không có sự gắn liền một cái gốc thì nhánh đó sẽ không thể sống và kết quả được. Một cây xanh tốt nó phải cần được sự chăm sóc kỹ lưỡng của người làm vườn, người chủ vườn đó. Và người làm vườn thì phải luôn luôn dòm ngó và tỉa trồng những cái cây ở trong vườn của mình. Nếu có cây nào bị những sâu bói tên đếp làm hư hoại nó thì cái người làm vườn phải biết ngay, và cái người làm vườn phải đến và bỏ thuốc và diệt những côn trùng hư hoại của cái cây, của cái nhánh của mình. Cái người đầy tớ Chúa cũng như vậy, chúng ta phải cần chăm sóc anh em của mình, chăm sóc hội thánh Chúa, và cả bản thân chúng ta nữa, chúng ta cũng phải chăm sóc cái bản thân của mình, vì chúng ta là những gương mẫu và những hình thể mà chúng ta học từ ở nơi Chúa Giêsu, và chính chúng ta là nhánh và nhánh tốt để chúng ta sanh ra những nhánh khác để có nhiều kết quả hơn cho công việc nhà Chúa. Chúng ta còn phải xem lại chính mình trước khi chúng ta chăm sóc cái vườn cây của mình. Nếu bản thân chúng ta không chăm sóc thì chúng ta có thể làm sao chúng ta có thể chăm sóc được cái vườn cây của mình cho tốt được. Mỗi con nhân chúng ta không thể sống thiếu sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Nếu không có Đức Thánh Linh thì Đấng Christ sẽ không ở cùng với chúng ta, và chúng ta sẽ nhanh chóng chết về mặt tâm linh. Chúng ta sẽ nhanh chóng chết về mặt tâm linh bởi vì chúng ta không có sự hướng dẫn của Chúa, và chúng ta không kết quả. Và cái dấu hiệu mà cho thấy chúng ta thấy là không có Đức Thánh Linh thì chúng ta không thể trở thành những con chó tốt ở trong nhà của Chúa. Chúa Trời cũng sẽ chặt bỏ những nhánh nho đó.